Vào sáng nay, tại trường tiểu học Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Châu Tiến, Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương và Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, dựng ước mơ, xây hoài bão năm 2024. Chương trình Mùa hè xanh năm 2024 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 6, quy tụ 36 tình nguyện viên từ Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore tham gia. Hoạt động nhằm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con em thanh niên công dân, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, ngoại ngữ giữa sinh viên Bình Dương và Singapore. Mong muốn của chúng tôi là có thể kết nối cái sức trẻ của các bạn sinh viên ở hai nơi, các bạn sinh viên tại Việt Nam, tại Singapore và các bạn sinh viên Việt Nam của tỉnh Bình Dương để cùng tham gia đóng góp những cái công trình phần việc hỗ trợ cho các bạn học sinh ở những vùng khó khăn. Trong dịp này, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore đã trao tặng 100 phần quà và 20 góc học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cùng một tủ sách thiếu nhi cho trường tiểu học Hòa Lộc. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn nhận được nhiều phần quà từ các tổ chức, đơn vị tài trợ với tổng giá trị gần 120 triệu đồng. Đây là một cơ hội rất ý nghĩa đối với em và Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore. Tại vì tụi em được thông qua những cái hoạt động, những cái việc tình nguyện như thế này để giúp đỡ các em học sinh và cũng như là tìm hiểu thêm về Bình Dương. Em cảm thấy thực sự rất là biết ơn và rất là vui khi mà có cơ hội được đến đây và giao lưu với lại các bạn học sinh sinh viên tỉnh Bình Dương. Và em nghĩ đó là một cái cơ hội rất là đáng quý, không chỉ cho em mà còn cho cả Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore, hưởng ứng chủ đề Năm thanh niên tình nguyện do Trung ương đoàn phát động